Mẹ chồng nàng dâu Vô lượng kiếp đến đây Chúng ta sinh tử trôi lăn trong sáu đường Vì phiền não tam độc Mà kết bao oán hận cùng chúng sinh Trong lương hoàng sám nói Tất cả chúng sinh Đều có oán thù đối nghịch Vì sao lại như thế? Bởi Nếu không oán đối Ác không có ác đạo hiện nay ác đạo không dừng. Tam đồ càng lớn, thì biết là oán đối không tận cùng. Kinh nói, tất cả chúng sinh đều có tâm. Tâm này có thể làm Phật, nhưng chúng sinh đã chìm mê trong sinh tử, chẳng thể giác ngộ. Chỉ vì tham đắm thế gian, chẳng chịu thoát ra, mà kiến lập gốc khổ, trưởng dưỡng oán hận. Cho nên, mới luân hồi trong ba cõi, qua lại sáu đường, xả thân, rồi thọ thân không ngừng nghỉ. Vì sao như thế? Tất cả chúng sinh, từ vô thủy đến nay, liên tục phân biệt mê muội vô minh giấy mãi, biển ái đắm chìm, khởi tâm điên đảo, làm mười hành ác, bản thân tự hành thập ác, còn dạy người hành ác, tán tháng pháp ác, khen người hành ác. Như thế, thân khẩu ý, trong khoảng một niệm, mở rộng tám vạn bốn ngàn cửa trần lao, những tội khởi trong một ngày, một tháng, một năm, trải qua bao kiếp, cộng hết lại, thành vô lượng, vô biên tội. Vì vậy, mà oán thù tìm báo giao, không có tận cùng. Nếu muốn hóa giải oán hận, thì phải thâm tín nhân quả, sám hối nghiệp chướng, rộng tu công đức. Sau đây là câu chuyện có thực liên quan đến oán kết giữa mẹ chồng nàng dâu. Trường làng và mẹ chồng mới đầu quan hệ tương đối tốt. Sau đó nàng về làm dâu, cùng ở chung nhà. Được một năm, mẹ chồng thường vì những việc bụng vặt mà mắng chửi nàng, chồng nàng vốn hiếu thuận. Những khi mẹ nổi giận, thì anh luôn làm thinh, khiến cho Trương Lan hết sức khổ tâm buồn phiền. Khi mẹ chồng thoái hô về nhà, thì lo đi chợ làm cơm, nghĩa là các việc trong nhà đều do một tay bà quản. Mấy ngày nay, mẹ chồng thân thể không an, nên lệnh cho Trương Lan nấu cơm làm bếp. Trương Lan ngoan ngoãn vâng lời. Mỗi ngày, nàng luôn dậy sớm, ngủ muộn, nấu nướng làm bếp, hoàn thành tốt việc trong nhà. Hôm nay, Trương Lan lỡ thức dậy mù một chút, thì mẹ chồng đã làm cơm sáng xong, không đợi Trương Lan mở miệng giải thích. Bà đã mắng nàng xối xả. Bồn cầu nhà vệ sinh phải lo mà chùi rửa mỗi ngày, một ngày không tẩy rửa là vừa dơ vừa thúi. Cái việc làm đơn giản như vậy mà cũng không làm, lúc nghỉ lúc làm, thử hỏi, còn nên thân được chuyện gì nữa hả? Cha chồng thấy vậy, liền tiến đến khuyên can, càng khiến cho mẹ chồng thêm kích động, nổi sung. Trước sự thịnh nộ chửi mắng của bà, Trương Lan không dám hé môi nói tiếng nào. Nàng ráng nhịn oan khuất, song bản thân còn phải ra ngoài công tác, cũng rất gian khổ. Bình thường, nàng đối với ba mẹ chồng một bề kính thuận, làm gì cũng ý tứ, ráng giữ cho tròn hiếu đạo. Không ngờ hôm nay lỡ dậy muộn một chút, mà bị mẹ chồng chửi mắng thịnh nộ vô lý đến như vậy. Trương Lan vừa ăn cơm, vừa lau nước mắt. Rửa chén xong, nàng hướng về mẹ chồng xin lỗi, rồi bỏ ra ngoài tìm bạn đạo tâm sự, khóc kể nỗi oan trong lòng. Nghe Trương Lan khóc lóc tường thuộc sự việc. Tôi bảo, Thôi mà, thôi em đừng có khóc nữa. Sợ dĩ hôm nay em gặp chuyện như vậy là do đời quá khứ giữa em và mẹ chồng em đã từng có xích mích hiểu lầm nên mới tạo thành quan trái khó giải như ngày hôm nay vào thời đường trương lan là một quý phi rất được hoàng đế sủng ái có lần quý phi và hoàng đế đang thưởng thức ca vũ thì một võ tướng do xuất chinh thất bại lại bị kẻ ác vu hại nên hoàng đế triều vào bái kiến lúc này quý phi ở cạnh bên thì thầm vào tai hoàng đế mấy câu chi đó. Bên dưới không ai nghe rõ, nhưng võ tướng nhìn thấy cảnh này thì trong lòng cực kỳ không vui. Bởi ông hiểu lầm, vì quý phi đang nói xấu, ngầm ám hại mình. Thực ra, quý phi chỉ xin hoàng thượng ấy, hãy xá tội cho ông. Nhưng do hoàng thượng đã hạ quyết tâm, phải trừng trị ông để răng chúng. Vì vậy, mà võ tướng bị nhốt vào ngục, và bãi bỏ quan chức. Vị tướng này không những bị thọ cực hình tàn khốc, mà thân quyến cả nhà gồm mười mấy người cũng bị khổ lây. Do vậy, mà oán hận trong lòng, ông trút cả vào quý phi. Trước sau, ông luôn cho rằng, mọi việc đều do bà toan hót sau lưng để ám hại ông. Và những hiểu lầm này của võ tướng, oan uổng của quý phi, thấy đều xuất phát vào thời quá khứ xa xưa nữa. Nghĩa là nhiều kiếp trước đó Quý Phi cũng đã từng nghĩ oan, hiểu lầm cho võ tướng y hệt vậy. Cứ thế, nhân quả, oan oan tương báo mãi không ngừng. Đến đời này thì họ gặp nhau, lại cùng ở chung. Võ tướng kiếp xưa, nay chính là mẹ chồng của Trương Lan, và giữa mẹ chồng nàng dâu là diễn tiếp mối oán kết chưa giải. Trương Lan nhớ lại kể, À ha, hèn gì mà có một dạo, một người bạn học của em đến thăm, lần đầu mới gặp hả? Mẹ chồng em đã hỏi, Trường Lan có nói xấu gì tôi không? Khi biết chuyện này, Trương Lan rất bất bình. Sau đó mẹ chồng thường nghi ngờ nàng nói xấu sau lưng, diễn tiến tệ đến mức bà còn chỉ ngay mặt, mắng chửi nàng. Bây giờ Trương Lan hiểu rõ tất cả đều là quả báo, là ác duyên lỗi lầm ẩn khuất mình từng tạo ra trong quá khứ. Thế là, nàng bắt đầu sửa đổi, quay sang tự kiểm lỗi mình, lo sám hối nghiệp chướng, phát tâm ăn chay và tụng 49 bộ kinh địa tạng, hồi hướng cho mẹ chồng, mong hóa giải oán hận hai bên. Từ đó, nàng nghiêm trì giới luật, chăm chỉ tu sửa. Ba tháng sau, quan hệ giữa Trương Lan và mẹ chồng đã cải thiện rất tốt. Hiện nay, ba mẹ chồng thương nàng như con gái ruột của mình cả nhà vui sống thuận hòa. Các bạn ơi, nhớ nhấn like, comment và share cho bạn bè mình cùng xem nha.